đã xong một con máy 50cc anh em ơi. Này, chỗ này nó hơi dơ nha, nhưng mà tại cái máy này anh khách anh hỏi em, anh kêu em dọn vậy đó, mà cái bình nó hơi nứt rồi, về có gì nữa anh hàng lại đó. Cái này em đổi bô e vô luôn nha, bô e nó hơi bạc bạc á, đổi bô e luôn, em đổi bô e zin mà chứ em không có bô e lô ở đây luôn. Made in Japan trong lốc có đóng made in Japan luôn anh. Quá dễ chỉnh luôn nha anh chị. Rồi bao đẹp, chỉ có cái thùng xăng thôi, bạc nhựa luôn, bao mới, tay nhựa luôn, quá ok anh chị ơi. Dây đều ok luôn, điểm ok luôn, chỉ có cái bình tội nghiệp, cái bình 20 mấy lít, không biết 20 là nằm đây anh chị, thì ở đây nó phải 25-28 lít gì đó. Chắc ta 28 lít á, chứ không 25 đâu, 28 lít á. Đúng rồi, từ đây lên đây là 10 lít, mà từ đây lên là gần chục lít nữa, đúng rồi. Tại ở đây nó là 15 rồi nè. Nó lên đây nó phải 18 lít. Ủa, 28 lít chứ, nói hồi bậy bạ luôn ta. Rồi, cái này zin hết nha anh chị. Rồi, hàng đẹp, VIP. Rồi, cứ bật số 1 là chạy thôi anh chị. Đó. Mấy cái dòng này nó không có công tắc đâu anh chị, những cái dòng phun khoan là không có công tắc. Đó, bật cái số 1 qua chạy thôi. Máy có xả cò luôn anh chị. Cái này là cái clip hồi nãy em mới đăng, mới kiểm tra bô đó. Cái nhẹ là nổ rồi. Đó, nghe đúng sướng luôn. Lên đây qua khỏi số 1, lên số 1 rồi nó chạy qua khỏi số 1 rồi lớn. Số này nó tắt rồi. Máy rất là chuẩn luôn anh chị. Cái gà nó chuẩn từng chi tiết luôn á. Vừa làm xong là con em nó phục vụ nước mía liền. Cái nhẹ là nổ anh chị. Có xả áp nó dễ lắm nè, có xả áp anh chị thấy nè, mà xả áp này cái xả này không biết xài biết cho nó hư nữa nè. Đó, con cò vô nữa không? Nó chưa lên ra. Quá chỉ luôn chị ơi. Nó như chiếc xe luôn. Rồi, con có thời gian không? Mày thì em bán 2,5 đó, để cho ông khách ăn hỏi rồi, nhưng mà anh chưa biết chốt không đó, để em ráp vô rồi em quay cho anh xem luôn.